Xin chào các anh em đã quay lại với cái kênh YouTube của mình. Thì đây là cái phần 2 để hướng dẫn về cái cách điều chỉnh cái bộ cuốn gỗ để sao cho gỗ qua nó nhẹ nhàng ha. Thì anh em thấy một số máy thì đút gỗ vô nó cuốn qua rất là nhẹ nhàng, còn một số máy thì đút qua nó bị vướng. Là do mình điều chỉnh cái bộ cuốn gỗ nè, cái rulo cuốn trước sau, rồi cái bộ đè, hai cái bộ đè ha, bộ đè này nè với cái bộ đè này, nó cái độ cao nó chưa phù hợp. Và một cái nữa, yếu tố ảnh hưởng nữa là cái bộ lăng dưới ha. Thì trước tiên mình sẽ nói đến cái bộ lăng dưới. Cái bộ lăng dưới nó có tác dụng làm lúc mình đẩy gỗ qua nha, đó, anh em thấy nó lăn không đó, thì có tác dụng là cây gỗ nó sẽ đi qua nhẹ nhàng hơn đó. Thì sở dĩ người ta làm cái bộ, cái cơ cấu điều khiển cái bộ lăng dưới ở bên ngoài này đó, là để mình điều chỉnh cái độ cao của cái trục lăng trên mặt bàn này nó rất là thường xuyên đó. Ví dụ như mình bào những cái gỗ mà gỗ xấu á, gỗ thô á, nó lồi lõm này nó này kia, nó không có phẳng á, thì mình sẽ nâng cái bộ rulo này cao lên ha, nâng cái trục rulo cao lên đó, để nó gỗ nó qua nhẹ hơn. Thì để nâng trục rulo cao lên thì mình mở khóa đó, mở khóa là mình gạt cái tay nắm bên tay trái lên đó, và mình đẩy lên đẩy xuống vậy. Thì anh em thấy nè đó, cái bộ này nó sẽ cao thấp ha, nó sẽ đội cái gỗ lên cao thấp nè đó, anh em thấy nó đội không, nó đội lên, nó cất cái đầu lên luôn nè. Thì nếu nguyên tắc á, mà cái này càng cao nè thì gỗ nó qua càng dễ, nhưng mà nó sẽ bị lẹm hai đầu đó. Cho nên mình nó chỉ áp dụng đẩy cái này lên cao khi mà cuốn những cái gỗ mà gọi là gỗ thô á, để mình phá cái bề mặt nó cho nó phẳng, tương đối phẳng lại, sau đó mình mới điều chỉnh cái rulo này bằng lại với cái mặt bàn để mà nó bị không bị lẹm hai đầu ha. Đó. Đó, bằng lại mặt bàn ha. Đó. Rulo vừa quay nhưng mà nó không có bị bập bênh là được. Đó. Đó là cái bộ này, bộ điều chỉnh này là để điều chỉnh cái độ cao của cái rulo này. Đó. Rồi cái thứ hai, yếu tố thứ hai cũng quan trọng hơn mà nó ảnh hưởng đến cái độ cuốn của gỗ qua có mượt hay không, nó có bị vướng hay không, là điều chỉnh hai cái bộ lăn trước với sau ha. Lăn trước với sau thì anh em thấy ở đây nó có bốn cái thành phần: trục cuốn gỗ trước, trục cuốn gỗ sau, nó nằm dưới cái nắp này ha. Đó. Và bộ đè trước, bộ đè sau đó. Những cái này nó có thể điều chỉnh được cái độ cao cao thấp hết. Riêng cái trục dao nó là cố định, cái trục dao này nó là cố định ha. Nó nằm cố định một một cái độ cao thôi, nó không có nâng hạ được. Thành ra là mình điều chỉnh bốn cái này phải theo cái trục dao đó. Theo cái trục dao thì mình sẽ điều chỉnh cái trục lăn trước, trục cuốn gỗ trước đầu tiên đó. Thì làm sao khi mà anh em á, anh em đẩy gỗ vô, kiếm cái gỗ, gỗ hơi phẳng đẩy vô, thì mình quay cái tay quay lên, mình thấy gỗ nó vừa dính nè, gỗ nó vừa vừa hơi dính cái trục lăn, làm sao để nó đủ cái lực kẹp để nó cuốn gỗ qua được, thì cái trục dao á nó phải gần sát tới gỗ đó. Nó gần sát tới cái mặt gỗ, nó ăn hơi phớt phớt nhẹ nhẹ trên cái bề mặt gỗ. Thì lúc đó là gỗ vừa bám, là rulo cuốn gỗ cuốn qua được, thì dao nó vừa ăn vô bề mặt gỗ. Chứ còn nếu mà điều chỉnh cái này cao quá, điều chỉnh cái trục lăn này cao nè, thì dao ăn tới gỗ rồi mà cái này nó chưa bám ha, cái này nó chưa bám, chưa cuốn vô được, thì đó rất là nguy hiểm. Thì đó, khi mà đút gỗ vô cái này chưa bám thì con dao nó quay, nó bào gỗ thì nó sẽ đẩy ngược cái gỗ ra nè, nó sẽ găng trúng ngược lại mình ha. Đó. Còn nếu này thấp quá thì cái này á đẩy vô nó cuốn gỗ quá, nó cuốn gỗ rất là chặt rồi, nó cuốn qua được rồi mà dao chưa ăn tới. Đó. Thì nó có 3 trường hợp. Thì tối ưu nhất á, là phải trục cuốn này vừa cuốn gỗ qua được thì dao nó vừa ăn nhẹ vô gỗ. Đó. Chứ đừng để cho này cao quá, cũng đừng để thấp quá. Rồi, sau khi mà điều chỉnh cái trục cuốn gỗ này cái độ cao phù hợp rồi, thì điều chỉnh được cái độ cao là bằng những cái con ốc này ha. Đó, bằng những ốc này, hai hai đầu hai bên.
nó phải bằng nhau mới được. Muốn biết bằng nhau không dễ lắm, mình cứ canh bên này xong mình canh bên này là mình coi cái độ hở của nó như thế nào là mình biết nó bằng nhau hay không. Thì để điều chỉnh cao thấp thì mình mở cái ốc lóc kê ra, sau đó mình nếu mình vặn cái con ốc này đi xuống, nó càng đi xuống thì nó sẽ càng đội cái trục đi lên, còn mở con ốc này cho nó đi cao lên thì nó sẽ cái lò xo bên cái trục cuốn nó sẽ rị xuống, thì cái độ cao của cái rulo này nó sẽ bị kéo xuống. Đó, điều chỉnh cao thấp là điều chỉnh bằng ốc này ha. Rồi sau khi mà điều chỉnh cái bộ cuốn trước này đã ok rồi, cái độ cao đã thích hợp rồi, thì mình mới điều chỉnh cái bộ lăn bộ cuốn sau này. Đó. Điều chỉnh cái bộ cuốn sau này đi theo cái bộ cuốn trước, và nguyên tắc nó phải thấp hơn bộ cuốn trước một chút, tại vì khi mà gỗ đã qua dao rồi ha, gỗ đã qua dao nó đã ăn một lớp mỏng rồi, thì cái bộ cuốn sau nó phải thấp hơn nó mới bám được gỗ. Đó. Cho nên nguyên tắc mình nói lại là điều chỉnh cái độ cao của cái này theo trục dao. Đó. Và bước thứ hai là điều chỉnh bộ cuốn sau theo bộ cuốn trước, nguyên tắc là phải thấp hơn bộ cuốn trước một chút. Đó. Rồi sau đó mình mới điều chỉnh bộ đè. Thì hai bộ đè trước sau này nó có tác dụng là gì? Là nó giữ cho mặt gỗ lúc nào cũng áp sát xuống mặt bàn nè. Đó. Cũng áp sát xuống mặt bàn vậy, không cho cái đầu gỗ nó cất lên. Đó. Thì điều chỉnh cái bộ đè trước và bộ đè sau này, cái độ cao nó cũng phù hợp, chứ không là nó sẽ bị vướng gỗ ha. Thì điều chỉnh độ cao thì cũng bằng ốc này. Đó. Mình nhìn vô đây thì mình cũng suy luận ra ha. Mở ốc lóc kê này nếu y nguyên tắc điều chỉnh y như độ cao của cái rulo luôn. Đó. Đây. Điều chỉnh độ cao. Còn cái gì mà liên quan đến lò xo nè. Lò xo. Bên đây lò xo nữa. Đó. Cái gì mà liên quan đến lò xo ha là điều chỉnh cái lực. Đó. Đó. Muốn mà cái lực kéo nó vô nó càng mạnh thì cái độ nén của lò xo nó càng lớn. Đó. Cái gì mà liên quan đến lò xo là điều chỉnh lực. Còn điều chỉnh cao thấp là những cái con ốc này ha. Đó, đó là cái nguyên tắc cân chỉnh cái bộ cuốn gỗ. Thì nói trên lý thuyết nó là vậy, nhưng mà để mà thực hành mà chỉnh được cái bộ này mà gỗ đúc vô nó ăn qua một cách nhẹ nhàng ngọt ngào thì đó cũng cần kinh nghiệm, và đòi hỏi anh em phải thao tác nhiều lần thì mình mới có kinh nghiệm mình chỉnh ok. Thì trên nguyên tắc thì mình chỉ nói như vậy thôi, rồi sau này anh em xài thì anh em tự suy luận ra, rồi mình làm nhiều tự động mình sẽ có cái kinh nghiệm riêng của mình. Đó. Thì trên cái rulo lăn này nó có những cái chén dầu nè, thì anh em phải thường xuyên châm dầu vô đây, phải thường xuyên châm dầu nha, những cái chén dầu này, để mà cái trục nó quay bên trong đó, nó giảm cái độ ma sát thì nó mới bền ha. Những cái chén dầu này mình phải châm dầu. Còn cái này là để bơm mỡ bò vô cái bạc đạn, nhưng mà cái này là mình đã thay bạc đạn có mặt bích, bạc đạn kính, cho nên khỏi cần bảo dưỡng cái này. Đó. Và đây có những cái chén dầu ở 4 cái mang cá nâng hạ nữa, thì mình cũng phải thường xuyên châm vô đây để cho lên xuống nó trơn tru. Đó, máy làm cho anh em thì mình đã làm nhẹ nhàng hết rồi, mà về lâu về dài mình xài thì mình phải bảo trì những cái này ha. Rồi cái clip này là clip hướng dẫn cái đó sự cân chỉnh cái bộ cuốn gỗ. Nói trên lý thuyết là vậy, nhưng mà thực tế thì anh em phải thao tác nhiều thì anh em mới có kinh nghiệm mà chỉnh nó tối ưu nhất. Rồi xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cái clip của mình. Thì sau này làm những cái con máy nào khác mà mình thấy nó có cái gì hay hơn, tối ưu hơn, thì mình sẽ tiếp tục quay để giới thiệu với các anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cái clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những lần giới thiệu máy, rồi chia sẻ ở những cái lần khác ha.